Chào các bạn đã trở lại kênh của mình. Các bạn ơi, hôm nay mình xử trái dưa hấu này đi nha các bạn. Mình mới mua ở siêu thị nè. Nó cũng mắc lắm các bạn. Mùa này không phải mùa dưa hấu. Trái dưa hấu này mà 40 mấy ngàn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ tỉa nó một thành cái khắc nó thành hình ông thần tài nha các bạn. Ông thần tài. Rồi mình mới để nó lên một cái chén. Mình chưng ở trên ông thần tài như thế này nè. Thường thường á, dưa hấu người ta cũng chưng trên ông thần tài đó các bạn. Thì mình chỉ các bạn là mua dưa hấu là có một mảng trắng này nha, dưa hấu nó mới già, còn nếu nó xanh hết thì dưa hấu đó nó chưa già nha các bạn. Trái nào nó cũng có mang cái mảng trắng này. Cái mảng trắng này là cái mảng mà nằm ở dưới phía dưới đó các bạn. Rồi bây giờ thì mình định hình nó đây đó, cái mặt nào mà đẹp nhất thì mình để nó lên trên nha các bạn. Thì trước hết là mình định hình trái dưa hấu nè. Cái ông thần tài này thì ổng chỉ bao nhiêu đây thôi. Mình ước chừng ước lượng thì cũng nhiêu đây thôi các bạn. Mình lấy dấu lấy mực đi. Mình vẽ ông thần tài, mình phát họa cái hình ông thần tài trước ha. Mình phát họa ổng trước đi rồi mình vẽ nó lên đây cái giới hạn. Bây giờ mình tính mình cắt cái lon bia ra để mà mình làm đó các bạn. Hồi xưa giờ mình làm bằng cái cây tỉa không à. Nhưng mà cái cây tỉa này nó cũng hơi khó làm ở chỗ là nếu ai mà cái tay không đều á, thì mình đẩy nó bị sốc các bạn, đẩy nó bị sốc. Đó. Lúc nào cũng phải có cây viết nước nha các bạn, cây viết này là cây viết nước. Rồi bây giờ mình cắt cái lon bia này ra coi như thế nào đây, mình dùng cái dao nào mình cắt đây. Lon bia này thì nó mềm lắm nhưng mà dễ cắt lắm các bạn ơi. Cái này không phải là lon bia mà cái lon trà bí đao đó. Mình lấy từ tủ lạnh ra. Mua mà không có uống. Mình dùng một cái miếng nhôm này nè các bạn. Rồi mình cắt nó đi, cắt nó ra. Tại vì ở đây là một miếng nhôm nó mỏng lắm, nó bén nha các bạn. Nó rất là bén. Nó như thế này. Rồi mình hớt ra đi. Đây là mình gấp nó lại vậy các bạn. Một là mình gấp vậy, hai là mình gấp ngược nó nha. Gấp vậy đi cho nó xuôi nha các bạn. Đây nè. Nhưng mà mình gấp như vậy rồi mình phải gấp lại như thế này mình cầm mới được. Như vậy là cái miếng nhôm này mình làm không được rồi, nó ngắn quá hả các bạn. Hoặc là mình làm như thế này, mình cầm như thế này. Mình cầm như thế này mình đẩy nó nè. Ha? Áp mình đẩy mình kéo nó hay hơn là đẩy nha các bạn. Đẩy nhiều khi cái tay mình yếu mình làm không có đẹp. Rồi. Một miếng nữa. Miếng nữa để mình làm thử miếng này coi là một lát cạo coi có dễ cạo không nha các bạn. Cái miếng này là cái miếng mình cạo nè. Bỏ cái này này đi. Mình gấp nó lại. Rồi mình gấp nó lại như thế này nè các bạn. Cho nó có một cái hình tam giác như vậy là nữa lát mình cạo được có được không nha. Còn cái này thì mình đút cái tay vô nè, mình cầm cái tay vậy nè. Mình cạo như thế này nè. Mà nếu mình cạo không được thì mình phải dùng đến, mình không có quen đó, thì mình dùng đến cái mũi này. Bây giờ mình thấy người ta làm bằng cái lon bia nó nhẹ nhàng quá. Rồi bây giờ mình làm đi các bạn. Cái lon bia này nha, mình cầm như thế này nè. Thì mình để nó xuống, nó dễ hơn các bạn ơi. Mình đẩy nó như thế này nó dễ hơn nè.
dường như là cái lon bia mình nó bị lệch rồi. Cái lon bia là mình đẩy nó nhẹ nhàng hơn mà sao nó không có sâu được đâu các bạn. À, thấy không? Nó có sâu nó ở ngoài à. Tại mình cầm cái tay mình nhẹ quá. Nhưng mà nó dễ đẩy hơn cái kia ra nha các bạn. Nó dễ đẩy hơn cái kia. Đàn ông người ta cầm nó thì cái tay người ta đằng dữ lắm. Cái này mình kéo chứ không phải là đẩy. Mình kéo. Còn đẩy nó khác nữa nha các bạn. Bây giờ mình định hình lại nè. Mình kéo thêm một vòng nữa. Rất là dễ đó các bạn. Nhưng mà nó không sâu, cái tay mình cầm quá nhẹ. Kéo thêm một đường nữa nè. Cái chỗ này nó cứng, nó sượng cái trái dưa rồi đó các bạn. Mình không có quen đẩy bằng cái này đó các bạn. Mình không có quen. Mình quen đẩy bằng cái này. Cái con cái dao tỉa hả? Nha, mình làm hai cái dòng nó trước đi. Ở đây là mình phát họa cái ông thần tài nè các bạn. Mình làm sao mình dán cái ông này vô. Ngay ở chính giữa của cái phần mình là mình giới hạn nè. Thì bây giờ hả, ổng nó như thế này rồi. Bây giờ mình cắt đi. Cắt cho ổng bớt gập ghềnh nha các bạn. Cắt cho ông thần tài bớt gập ghềnh. Với là mình định cho nó ngay các bạn, mình dễ định hình hơn. Cái này mình phát họa ông thần tài nè. Mình chỉ phát họa thôi chứ ông thần tài này các bạn biết mình có làm một cái clip mình nói về ông thần tài đó. Ổng chính là cái ông Phạm Lãi ở bên Tàu cái thời mà Xuân Thu Chiến Quốc đó các bạn. Kiến Quốc. Cái thời Trung Quốc cổ đại đó. Bây giờ mình dán cái băng keo không dính này vô nha các bạn, băng keo một hai mặt này vô đây nè. À, mình dán vô rồi lát mình dán vô trái dưa. Đó. Dán hết nó vô đây nha các bạn. Mình mua keo hai mặt lớn nè. Thì cái ông thần tài này ông rộng rãi lắm các bạn. Ông đi buôn. Ông đi buôn mà ông buôn ở đâu là trúng đó mà ông có cái lời nguyền. Là ổng mà đi buôn mà trúng lớn là ổng cho hết, ổng làm từ thiện hết, đó, ổng làm từ thiện hết. Nhưng mà ổng đi đâu là trúng đó, hễ ổng buôn là trúng là đắt là các bạn. Ông này là cái thời Trung Quốc cổ đại đó, ông này là ông Phạm Lãi nha, Phạm Lãi biệt Tây Thi đó, Tây Thi là cái người người yêu của ông thần tài đó các bạn. Tại sao mà người ta gọi ổng là ông thần tài?
Ông thần tài có nghĩa là ông có tiền là ông cho hết đó các bạn. Ông có tiền là ông cho hết à. Ông có để. Ông cho xong ông có nữa. Ông đi ông buôn bán như vậy đó là lời dữ lắm, coi như là ông làm đâu trúng đó mà. Và ông có quyền. Ông có quyền là khi mà ông trúng là ông cho hết. À, thấy không? Rồi người ta tôn ông thành ông thần tài, nhưng ông này ông chết rồi, thời Trung Quốc cổ đại lần mà. Có tên tuổi đàng hoàng nha các bạn, chứ không phải là ông này trong truyền thuyết đâu. Bây giờ mình mở cái này ra nè. Cái băng keo này phải biết cách mở đó. Không biết cách mở là nó dính luôn. Keo này là keo dán mỏng. Mở chỗ nào đây? Được một lớp rồi đó các bạn. Cái này băng keo mỏng. Các bạn thấy không, làm clip mà ảnh hưởng ghê lắm. Mình không có biết bộ lọc gì hết trơn á. Mình chỉ biết là vậy là mình lên à. Đó, mở nó ra. Chỉ có nhiêu đây thôi mà làm nó cũng đập vô. Bây giờ là cái giờ người ta qua giờ ngủ rồi đó các bạn. Ở trên lầu trên người ta sửa sang gì đó mà người ta khoan đó, thành ra mình ở đây mình ảnh hưởng. Rồi bắt đầu chúng ta dán cái hình ảnh này lên nè, canh ngay chính giữa nha các bạn đó. Chúng ta canh ngay giữa để mà chúng ta được cái hình nó cân với là cái mà chúng ta giới hạn. Đây là nó bị giới hạn rồi nè. Tại vì mình cái hình của mình đó là nó cái hình của mình đó là nó thẳng, nhưng mà cái dưa này nó cong đó các bạn. Dưa này nó cong, mình phải nhấp nó vô. Đó. Giờ bây giờ mình đi giao nha các bạn. Nó tạm ổn vậy thôi chứ không có ổn lắm. Rồi bắt đầu mình đi giao nè. Con dao này vẫn tỉa được nha các bạn. Con dao này nó con dao này giống như con dao thái vậy đó, nhưng mà con dao này nó yếu hơn nè. Mình phải biết cách cầm nè, mình giới hạn nó. Bây giờ mình đi thì đường ngoài nè các bạn. Đi cái đường ngoài nha. Đúng rồi, mình cắt đó thì mình đi theo cái đường ngoài nó dễ hơn, nó nhẹ hơn nha các bạn. Đường trong mình xăm mình lấy ni thôi à. Đi cái vòng ngoài nè các bạn.
mình không có đi ngọt được thì mình đi cái cách là mình xăm xăm á các bạn, cho nó nhẹ cái tay của mình mà nó nhẹ cái đường đi nữa. Mình xăm xăm mình đi tới, mình cứ mình đi tới hả. Tại vì đi trên keo nó cũng hơi rít tay đó các bạn. Rồi chúng ta đi tới đây rồi đó. Chúng ta đi xuống một đường nữa. Rồi bây giờ chúng ta đi ở trong nha các bạn. Đi ở trong thì chúng ta xăm thôi. Chúng ta xăm thôi, chúng ta không có đẩy nữa. Ông này mình nghĩ là chắc ông đẹp trai lắm đó các bạn. Các bạn ráng làm cho ông đẹp ra nha. Chứ râu ông dài lắm. Tại vì con vợ ông đẹp lắm các bạn ơi. Con vợ ông là đẹp như Tây Thi vậy đó. Cái bà Tây Thi là hồi xưa bà bị vua làm mỹ nhân kế và bán ra nước ngoài đó các bạn. Sau khi ông này ông mới tìm cách ông chuộc lại làm người yêu ông luôn á. Có cái bài hát là Phạm Lãi biệt Tây Thi đó các bạn. Đó đó. Ông này ông là tướng nè, mình làm con mắt ông nó hơi xéo một chút nha các bạn. Tướng lĩnh. Tỉa cái mặt ông trước đi. Các bạn chỉ cần nhấn nhấn như thế này thôi hả? Giờ bây giờ chúng ta tỉa cái râu ổng này các bạn. Chúng ta chấm cái dưa râu ổng nha. Râu là nó râu trên nè, có hai cái râu hai nón nè các bạn. Tại vì ổng là một vị quan mà. Mình thờ ông thần tài là mình phải hiểu ông thần tài là ai. Ổng là xuất xứ từ đâu nha các bạn. Mình làm ở cái kênh kia nhưng mà không biết các bạn có ghé kênh kia hay không. Đây nè, đây là mình râu mình đi xuống nè.
Mình vẽ những cái đường râu đi xuống nha các bạn. Đi xuống bụng ổng là những cái đường râu. Đây là những cái bầu, những cái quai nón của ổng đi xuống tới đây nè các bạn, đi xuống tới cái tay áo ổng luôn. Đây là những cái đường vai. Mình mặc cái tay áo này nó có đường nhăn đi vô đó các bạn, tại ông mặc áo thụng nha. Mình tại tỉa thì đi xuống đây luôn, đây là cái đường tay áo ông nè. Áo tay rộng nha các bạn. Đây là những cái đường nhăn như đường viền ở trên tay áo nè. Rồi đây là những cái, đây là cái đường viền của cái áo của ổng nè. Ổng cầm cái thỏi vàng đó các bạn thấy không? Thỏi vàng đấy. Đây là phía trước của cái áo nè. Đây là nếp nhăn của cái áo nè các bạn. Bên đây là cái tay thứ hai, tay áo thứ hai. Tánh mình hay nghi ngố lắm các bạn, mình hay tìm hiểu mấy cái lạ lạ vậy nè, lập dị. Đây là cái băng nịt của ổng, nịt bụng nè. Bởi vì ổng là ông quan, ổng mặc áo là phải có nịt bụng vậy đó nha, có cái nịt bụng. Đây là những cái nếp nhăn à, từ ở mí áo đi vô nè, cái tay áo nè các bạn, những cái nếp nhăn trên cái tay áo của ổng nha. Đây cái thỏi vàng đây, vàng nín luôn nha các bạn, có thỏi vàng mà ổng cầm đó.
sao cái thỏi vàng mà ở chính giữa nó có cái cục nhô lên đó các bạn ha. Hồi xưa giờ mình thấy vậy đó. Xong rồi chúng ta lấy giấy ra. Cái này là cái sự lấp lánh của cái vàng đó nha các bạn. Đó. Rồi coi cái chỗ nào còn nữa không. Đây, cái dây nịt của ổng là nằm ở dưới này. Cái tay ổng quần vô đây nè các bạn. Cái tay áo ổng ôm cái thỏi vàng nha. Bây giờ mình bắt đầu mình gỡ giấy ra. Gỡ giấy ra nha các bạn. Thì mình cũng đã đó, mình gỡ giấy ra là mình cũng đã thấy rồi đó. Giờ bắt đầu mình đẩy theo cái đó. Nhưng mà mình không có lấy ve bia đâu. Cái bia là mình chỉ các bạn thôi, chứ mình đẩy nó quen tay cái này rồi. Mình đẩy tới chứ mình kéo không có được, kéo không có thấy đường các bạn ơi. Đó nha. Bây giờ mình dùng cái này nè. Cái đồ dùng của mình, cái đẩy này thì nó nằm ở trong cái bộ tỉa nha các bạn. Nó nằm ở trong cái bộ tỉa đó. Bây giờ mình đi cái áo bên ngoài của ổng trước nè. Mình quen cái tay mình cầm như thế này rồi. Đó các bạn. Mình cũng làm một cái đường rãnh rồi. Mình đẩy rất là dễ nha. Đẩy cái vỏ thôi. Tại mình cắt rãnh rồi mình đẩy một lần không có được đâu nha các bạn. Đẩy phải đẩy nhiều lần. Đây là cái mão của ổng nè. Đẩy xung quanh trước nha các bạn. Đây là cái mão của ông thần tài. Đây, kinh dinh giữa của ông này. Trán ổng nhô ra nè các bạn. Nhô ra nhưng mà ổng có gò má đàng hoàng nha. Cái này mình đẩy nó hơi nhô rồi. Cái miệng của ổng nè. Mình làm cái mặt ổng trước nha các bạn. Rồi đây là hai cái quai nón của ổng đi trước nè. Cái bờ vai của ổng nè các bạn, ổng ôm vô nè. Mình đi cái này mình thấy dễ đi hơn cái kia. Cái kia mình kéo mình không có thấy đường. Tại vì nó thuận bằng cái này rồi. Mình chỉ làm thử, làm luôn vô đây cho các bạn thấy thôi chứ mình không có thử. Làm thử mất công quá các bạn ơi. Đây là cái áo của ổng nè. Mình chỉ giới hạn ngay cái phần ngực thôi chứ không có làm phần chân. Cái phần phía trên của ổng thôi. Ha. À. Rồi. Bây giờ mình đi cái phần mặt của ổng nè.
cái phần trán nè các bạn, cái phần trán ông đội cái mão nè, đội cái mão nó che xuống trán nha. Che xuống trán. Cái này là cái mũ chuồng đó các bạn. Ở đây có hai đường. Rồi, bây giờ tỉa cái lỗ mũi vào ông đây. Râu ông nhiều quá nó che khuất bớt nha các bạn. Và hai con mắt. Hai con mắt ổng các bạn ơi. Giờ đi tới râu nha, đi từ từ ha. Cái quai của ổng từ ở trên đầu mà ổng đưa xuống tới đây nè các bạn, này là cái quai nón. Đây là cái tay áo. Cái mặt ông râu nhiều quá che khuất hết à, che khuất cái mặt. Thì là một ông quan cho nên ông để râu, ông mặc áo thụng. Rồi đây, đây là hai cái quai nón của ông đó các bạn, quai thao. Thì hai cái quai này nó có sọc. Mình nhìn ổng mình vẽ nó không có ra hình các bạn ơi, làm đại à. Thấy ổng cũng có râu rồi ổng cũng mặc áo vậy đó, nhưng mà mình phóng họa ra cái hình này thì mình thấy nó không vừa ý lắm đâu. Bây giờ vẽ râu mới biết được ổng là như thế nào nè. Cái miệng nè, có cái miệng chứ. Rồi râu nó đi từ lỗ mũi nè các bạn. Hai cái râu này là hai cái râu trên. Đó. Đi từ lỗ mũi đi ra.
Rồi những cái đường râu nè, đường râu đi từng mặt đi xuống. Ống râu tùm lum rồi các bạn ơi. Râu này râu dưới nè. Râu ơi là râu. Râu ơi là râu. Râu tùm lum râu luôn. Thấy con râu ghê không? Gần giống rồi. Đây là cái bờ vai của ông. Cái bờ vai mà đi từ cái mặt mà đi xuống nè. Các bạn thấy giống chưa? Chưa giống phải không? Đây là những cái lằn của cái tay áo nè các bạn. Cái tay áo nó bị nhăn á. Mình bỏ cầm cái tỉa lâu quá rồi. Nay làm lại làm nó không có vừa ý. Đó, cái tay ổng đi vô đó. Cái này là cái nịt bụng nè. Đây là cái tay áo của ổng nha các bạn. Tay áo của ông Quang thường ông mặc là nó rộng các bạn. Nó rộng lắm. Bạn thấy chưa? Đây nè, đó. Hơi hơi rồi đó, mình cạo ra mình mới thấy nha các bạn. Đây là cái áo dưới nè. Cái áo, cái lớp ngoài của cái áo đó. Mình không có quen kéo cái lon bia đâu các bạn ơi. Kéo cái lon bia thấy nó nặng cái ta, nó không có thấy đường. Đó, một cái áo hơn cái lớp áo thứ hai. Cái tay áo bên đây nè. Hồi xưa mấy ông quan mặc áo á, mấy ông quan tàu mà mặc áo á, thường người ta diền dữ lắm các bạn. Người ta diền những cái bảng bự lắm. Thành ra giờ mình vẽ ông thần tài mình cũng viền mấy cái bảng bự này nha các bạn. Đây là cái đường viền của cái áo nè. Bên đây còn một chút xíu nữa đường viền. Cái tay nó bỏ xuống nè. Cái tay áo bên đây nha. Áo thụng đó. Nhưng mà cái tay ổng thì mình không có vẽ được. Tại vì cái tay ổng mắc ôm cái thỏi vàng đó các bạn. Ổng cho mình thỏi vàng đó. Bây giờ mình vẽ ông thần tài chiều nay không biết ổng cho mình trúng số không nữa.
Bởi vì mình đốt nhang linh lắm nha các bạn. Ổng là người thật, việc thật đó, chứ không phải là ổng là cái gì đâu. Ổng là ông Phạm Lãi. Hồi xưa mình có thấy, mình có biết được cái bài Tân Cổ mà Phạm Lãi biệt Tây Thi đó các bạn, Minh Cảnh hát đó, rất là hay. Có nghĩa là khi mà Tây Thi bị bắt làm cống cho nước ngoài rồi thì Phạm Lãi buồn, buồn tìm cách nè, tìm cách mới là vô triều đình nó xin làm quan, mới là tìm cách rước Tây Thi về. Thì rước Tây Thi về đó là ông không phải tìm cách đó, ông rước Tây Thi về là ông làm vợ luôn đó các bạn, làm vợ cho ổng, rồi hai người mới bỏ triều đi đi buôn. Mà ổng nguyền là khi mà buôn được á, làm trúng á, thì ổng sẽ cho hết đó, có cái đó nữa ha. Chiều nay mà trúng số đem cho hết đi, đừng có nhận đó. Cho hết nha. Đây là cái thỏi vàng nè, mình đang vẽ sau đó các bạn. Ông cầm cái thỏi vàng chà bá luôn. Chiều nay không biết ông cho ai đây. Chứ các bạn thờ ông thần tài là các bạn không biết ông thần tài là ông nào, thì nó cũng dở dở chỗ đó đó. Đây là cái áo, mà cái áo thì cái tay áo thì dứt khoát phải có một cái mấy cái chỗ nó nhăn đó các bạn. Đây là cũng là cái tay áo nè. Đây là cái vai nè, cái bờ vai thì lúc nào cái bờ vai nó cũng có cái độ nhăn của nó nha các bạn. Mặc cái áo mà mình xếp cái tay lại thì nó có độ nhăn. Đó. Bên đây thì cũng có cái độ nhăn khác, bên đây thì xong chưa các bạn? Tạm ổn, tạm ổn thôi chứ chưa có ổn đâu. Bây giờ mình đây là trước nè, là cái mũ chuồng của ổng đó các bạn. Để mình đưa lên coi các bạn thấy giống không, xong mình thấy nó không có giống ông thần tài nha. Yeah. Bây giờ mình cạo nha, cạo chắc không dám cạo bằng lông bia rồi, quá chỉ lông bia mà làm có được đó, không được các bạn ơi, không có được. Thôi mình cạo bằng dao đi, cũng dễ mà. Dễ lắm. Thấy không? Ráng lên để hết dung lượng. Để thấy được ổng nha các bạn. Chiều nay ông cho tôi trúng số rồi cho hết, tôi không có lấy đâu. Cũng như ông vậy đó, mới trúng rồi các bạn ơi. Mình sống như ổng mới trúng số, chứ mình sống theo kiểu mình không, muôn đời không có trúng đâu. Ổng mới trúng. Có nghĩa là ổng có tiền ổng cho hết rồi, ổng mới làm lại cái khác mà có nữa đó các bạn. Cứ như thế mà ổng làm hoài, người ta mới tôn ổng là ông thần tài luôn. Ổng chết người ta thờ ổng luôn á. Nước đá nó không thương mình, mỗi lần mình làm clip là nó lại rớt à. Còn lúc mình không làm nó không có rớt các bạn. Gặp anh bán bánh mì nữa, khổ ghê. Mình không có duyên.
Làm đây chứ cũng nghĩ đến miền Trung lắm các bạn ơi, mình làm đồ chơi như vậy nhưng mà người ta đang khổ, đang quằn quại các bạn, nó đang khổ, mình cầu nguyện cho người ta các bạn ơi. Thua về cái cách cầm dao của mình đó nha các bạn. Sao mà lúc cạo thì mình thích cầm như thế này hơn nè. Cạo ra mình mới thấy được ổng như thế nào. Cạo ra nha các bạn. Râu quá trời râu luôn các bạn. Ông thần tài này râu nhiều quá. Giờ mình làm ở trên thành phố mình ít đồ nghề lắm các bạn ơi, xách lên xách xuống mệt lắm. Ở dưới mình có cái bàn xay nữa kìa, bàn xay mình làm bánh kem á, thì mình để cái trái dưa hấu lên mình xay thì nó hay hơn. Đây là cái niềm vui của tuổi già mình đó các bạn. Mình giết thời gian, vừa làm vừa niệm Phật, hoặc là đây là cái cách mà mình phải tập trung. Mà mình tập trung được thì mình ngồi thiền mới được các bạn ơi. Một lần làm chơi thì thua hết 50.000, nhưng mà 50.000 này mình được ăn, thay vì mình mua một trái dưa hấu mình ăn, bây giờ mình làm tơi bời đi mình ăn cho nó vui nha các bạn. Dưa hấu này không tới 50.000 mà mình làm cho nó nát tan hết đi mình ăn nó vui lắm. Cháu mình nó còn không chịu ăn nữa, nó để nó ở trong tủ lạnh nó giòn. Mình cạo như vậy mình để lâu được đó các bạn. Mình cắt thì dễ rồi, cắt nó nhanh lắm, nhưng mà để lâu không được. Nó ổng xuất hiện từ từ nha. Xuất hiện từ từ nha các bạn. Mình thì thích là ổng ôm cái thỏi vàng, còn người ta thì thích cho tiền thì người ta làm một cái chuỗi tiền nha các bạn, cái sâu tiền. Sau tiền thì cái nó khuất cái áo của ổng quá đi,
Hồi xưa giờ mình tỉa bằng cái cây này không, giờ mình đưa lon bia vô mình làm thử là có được các bạn. Lon bia tại vì cái tay mình cầm nhẹ quá, mình đẩy nhẹ quá, cái đó là thanh niên người ta đẩy được đó, chứ là mình làm ngược mình làm có được. Bốn rưỡi rồi đi rước cháu rồi các bạn ơi, bây giờ mới có 2 giờ mấy à, 2 giờ rưỡi à, dư sức ha, dư sức đó các bạn. Đây xong rồi đây, giờ mình làm lại cái này cho nó đều, nó không có nham nhở nha các bạn. Các bạn cứ đưa cái mũi dao xuống các bạn làm, các bạn để cho nó bằng á. Giống không các bạn? Cũng hơi hơi thôi chứ làm sao giống được, ở trên trái dưa mà ổng ngự trị ở trên trái dưa làm sao mà đẹp trai được. Mà gặp cái bà này nữa, bà già nữa, bà già mới làm ông có thấy đường. Làm sao ông này mình nghĩ ông đẹp trai lắm, tại vì giờ ông đẹp mà đẹp nhất nước luôn, nghiêng thành đổ nước luôn á, Tây thi đó các bạn. Bây giờ mình có cái còn một cái câu như là một thành ngữ, mày đẹp như Tây thi vậy đó. Tây thi là vợ ông thần tài nha các bạn, nhớ nha. Phạm Lãi biệt Tây thi. Còn Tây thi hồi xưa là nhà vua đem cống đó các bạn, đem cống cho nước khác đó. Đẹp lắm ừ. Rồi ông này ông mới cứu về nè. Cứu về ông làm vợ ông luôn, sau khi ông xin nghỉ trong triều đình rồi ông với bà mới đi buôn. Rồi bây giờ mình làm sơ sơ ở ngoài đi các bạn. Làm sơ sơ ở ngoài đi ha. Giờ mình đẩy cho những đường song song ha. À, mình đẩy như vậy cũng được. Mình đẩy những đường song song đi các bạn. Từ ngoài này thì mình cứ làm đại đi. Hồi nãy mình yếu tay quá, mình không có đẩy nổi, không có kéo đều nổi đó các bạn. Tay mình nó không có ổn lắm, hay làm vậy chứ nó không có ổn lắm đâu. Còn cái phần này thì không cần đâu, cái phần nó nằm ở dưới này mình để mình cái chén lên đó các bạn, nó có nhiều khi nó khuất. Đẩy sơ sơ thôi. Mỗi ngày một niềm vui nha các bạn. Mình biết mình già rồi, cái quỹ thời gian mình còn ít lắm, cho nên mình chăm chỉ lắm các bạn. Mình phải để lại cái gì đó. Mình thấy mình cống hiến hay là mình làm việc còn ít quá là hết thời gian của mình rồi. Càng già càng sợ hết thời gian đó các bạn. Tại mình thấy mình chưa có làm được cái gì hết đó. Cái này Tết phải chỉnh chu lại, cái này mình làm hơi ẩu nha các bạn, cái đường viền nè.
Tại vì hồi nãy mình kéo bằng cái lon bia không có được đó, nó nghịch tay. Mình quen làm bằng cái sủi rồi. Thì mình cứ làm đơn giản vậy thôi. Ha, mà chủ yếu là ông thần tài. Mình đẩy những cái đường song song cũng được. Mình thấy ông này hồi thời cổ đại thôi, mình đi làm một cái đường dấu ngã đi. Dấu ngã là ý nghĩa lắm nha các bạn. Hồi xưa là những cái đường viền, những cái đường rồi người ta đi đường này không đó. Nhưng mà mình chưa có nghiên cứu tới cái chuyện này. Kéo dài ra để các bạn có thời gian các bạn chào nhau, nhưng mà mình làm bị ế quá cũng buồn. Không ai vô hết các bạn ơi. Hoặc là vô nguội không hà, không có vô nóng đâu, vô nguội ít lắm. Kệ đi. Hả? Kệ đi. Mấy cái đường viền thì mình viền sơ sơ thôi. Ăn thua gì ổng đứng trực diện nè các bạn thấy không? Mình chỉ khắc thôi. Chỉ khắc thôi. Chứ ổng mặc cái áo như thế này rồi mình đâu có bôi cái áo không được. Bôi cái áo thì những cái đường nét của ổng nó không có rõ đó các bạn. Nó không có rõ. Ông thần tài nha. Đó các bạn thấy không? Đưa lên nha, đưa lên zoom lên cho các bạn coi nha. Rồi. Lên. Xin chào nha các bạn. Xin chào.